tin giáo xứ chánh tòa. Thánh lễ ban bí tích thêm sức và bao đồng tại giáo xứ chánh tòa Phú Cường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 2018, vào lúc 8 giờ 15 phút, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã chủ tế thánh lễ mừng thánh tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo phận Phú Cường. Cùng trong dịp này, 52 em thiếu nhi của giáo xứ được nhận lãnh bí tích thêm sức, 27 em tuyên hứa bao đồng và một em được lãnh nhận bí tích thánh thể. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha sở Anton Hà Văn Minh đã giới thiệu và mời gọi cộng đoàn chào đón Đức cha Giuse đã yêu thương về dâng lễ tạ ơn mừng kính trọng thể thánh tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo phận Phú Cường và chủ sự nghi thức ban bí tích thêm sức thánh thể và tuyên hứa bao đồng cho các thiếu nhi. Mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu, Đức cha mời gọi cách riêng đến các em thiếu nhi thánh thể Phú Cường, hãy luôn chiêm ngắm vẻ đẹp của thánh tâm Chúa để sống đời sống Kitô hữu đích thực, đó chính là đời sống yêu thương, bao dung và tha thứ. Đức cha mời gọi từng em hãy làm dịu nỗi đau của trái tim Chúa bằng việc sống ngoan ngoãn, siêng năng học tập, biết vâng lời và đặc biệt không làm phiền lòng cha mẹ, thầy cô, không làm tổn thương người xung quanh mình, tuyệt đối không được để lòng oán hận và trả thù cho bản thân khi bị xúc phạm, bị tổn thương. Là một thiếu nhi ngoan hiền, chăm chỉ, biết sống lời Chúa và siêng năng đến với thánh thể, là các em đã làm vui lòng Thiên Chúa và trái tim Chúa sẽ không bao giờ đau đớn nữa. Đức cha mời gọi các em phải quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, sống yêu thương, hiền lành và khiêm nhường. Phải quyết tâm tránh xa dịp tội để trái tim Chúa không chịu đau nữa, vì mỗi lỗi tội của con người thì trái tim Chúa lại phải chịu đau đớn và bị lỗi tội đâm thâu. Sau phần giảng lễ, Đức cha Giuse cử hành nghi thức ban phép thêm sức cho 52 em. Từ đây, các em được lãnh nhận thần khí của Chúa Thánh Thần và sẽ được Chúa Thánh Thần đồng hành, soi dẫn, chở che các em trên bước đường trọn lành theo Chúa. Sau đó, 27 em được tuyên hứa bao đồng tiến lên cung thánh để tuyên xưng lời hứa của mình và nhận lãnh phúc âm từ tay Đức Giám Mục. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha sở Anton Hà Văn Minh đại diện cộng đoàn và quý phụ huynh nói lời tri ân Đức cha Giuse và các em thiếu nhi đã dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm, được kết nên bằng lòng biết ơn và yêu mến. Thánh lễ kết thúc trong sự bình an và hạnh phúc. Các em thiếu nhi và phụ huynh cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha Giuse và cha sở Anton.